Một chiếc nhẫn mà unisex bằng vàng nguyên khối và đến những viên kim cương dành cho cả nam và nữ, bất kỳ ai có thể đeo. Và chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn rất đơn giản nhưng mà vô cùng đẹp về sự tinh tế từ vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn với hai hàng tỷ lệ chia ổ cháo hột chuyên nghiệp bằng máy móc chuyên nghiệp, kỹ thuật chuyên sâu nhận hột bằng kỹ thuật của thợ cao cấp Kỳ Lân Luxury, với làm sạch bề mặt đáy và nhận hột để cho những viên kim cương hột này sẽ trở nên long lanh lấp lánh rực rỡ một cách tối đa. Và phiên bản vàng hồng sẽ có phiên bản vàng trắng và chắc chắn sẽ có phiên bản vàng vàng. Nếu như quý khách thích phiên bản vàng nào, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân thực hiện mẫu nhẫn này theo đúng sở thích và cảm xúc của quý khách. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ dùng máy phóng đại để Kỳ Lân soi những viên kim cương mà Kỳ Lân đã nhận vào với kích thước tỷ lệ ra làm sao và kỹ thuật chuyên môn của nhận hột như thế nào. Hàng nào ra hàng nấy, hàng dọc ra hàng dọc mà hàng ngang ra hàng ngang. Từng cháo hột chúng ta sẽ thấy lu mờ cháo hột mà cái hột lại nổi lên một cách rực rỡ, vì đây là sản phẩm cao cấp nên sự tinh tế nằm ở tất cả những chi tiết, từ cháo hột, tỷ lệ chia ổ hột cũng vậy. Một hột sẽ được 4 cháo bảo vệ để cho chắc chắn, thì 4 cháo này làm đúng chức năng và nhiệm vụ của nó, chứ không phải như những sản phẩm bình thường khác là một hột mà 5-6-7 cháo, có những cháo đứng trơ trọi, mình không biết tác dụng của cháo đó để làm cái gì, hay là để làm cho nó giãn độ hình ra để cho ít số lượng kim lại, mà những cái cháo lại sáng hơn mà lại rực rỡ hơn kim, thì cái đó sẽ ra không được tiêu chí của hàng cao cấp. Mà đây chính là tiêu chí của Kỳ Lân Luxury, và hầu như tất cả những hãng lớn cũng là tiêu chí này, đều tăm tắp và hàng nào ra hàng nấy, cháo kim rất là chuẩn chỉnh, từng chi tiết, từng hột một, từng cháo một luôn. Và những hột này nó óng ánh, nó u nu u nặng, thì đây mới là sản phẩm cao cấp luxury từ Kỳ Lân Luxury, với tiêu chí mà mình phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất đối với những thú chơi về đồ cao cấp tại Kỳ Lân Luxury.